Hoan nghênh các bạn đã trở lại với nhà vườn hương Nguyễn nha. Đợt gần đây mình nhận được rất là nhiều những cái câu hỏi từ những cái bạn mới khi mà các bạn mới trồng đó, và nhận được cây giống sơn mỹ từ bên mình đó. Thì sau 1-2 tháng chăm sóc, các bạn rất là háo hức và mong chờ, và khi mà nhận thấy ở những cái nách lá nó có những cái nhú như thế này, thì các bạn chụp hình và gửi cho mình, hỏi là chị ơi, Hương Nguyễn Farm ơi, ở những cái dấu hiệu như thế này á, là có phải là có trái hay không, hay là nhú chồi đó. Thì hôm nay mình sẽ nói rõ với các bạn đặc điểm nhận dạng những cái cây sung mỹ mà sắp nhú trái hay là nhú chồi, và cái đặc tính ra trái của cây sung mỹ như thế nào nha. Mời các bạn cùng tìm hiểu nhé. Ví dụ như đây là cây sung mỹ hot đi Chicago mà mình có quay trong video trước về việc tỉa trái đó các bạn, vì nó ra trái quá nhiều đó. Đó, đây là mình cũng vừa mới tỉa một số trái trên cây này nè. Thì ở những cái nách lá như thế này á, khi mà các bạn quan sát, nó nhú ra hai cái u như thế này đó, một cái u lớn một xíu và một cái u nhỏ một xíu, thì đó là những cái dấu hiệu mà sắp ra trái nha các bạn. Thì một u nó sẽ là lên trái, còn một u nó sẽ là đứng yên đó. Khi nào mình tỉa trái hoặc là khi nào mà mình thu hoạch trái xong á, thì cái u kế bên nó có khả năng là đâm chồi nha. Đó, những cái vị trí nách lá như thế này nè mà nó ra hai u thì là có trái nha các bạn. Còn nếu một u là nhọn nhọn thì khả năng là sinh chồi nha. Đó, những cái trái này là mình cũng tỉa đi, mình tỉa hoài nhưng mà nó cứ ra trái hoài đó. Do cây này của mình, ý định của mình là mình muốn dưỡng cho nó thành cây bụi lớn, cho nên là mình tỉa nha. Còn đối với các bạn thì cây tầm này các bạn đã có thể để trái được rồi nha, không cần phải tỉa như vậy. Đây các bạn xem những nách lá mà ra hai u như thế này, đó là dấu hiệu là cây sắp cho trái ở vị trí đó nha các bạn. Trong vòng 1 tuần tới là nó sẽ lộ ra cái cuống quả nha, và các bạn sẽ dễ dàng nhận biết hơn nhé. Đối với đặc tính cho trái của cây sung mỹ này á, đối với các giống sung mỹ á, thì một đặc tính rất là đáng quý các bạn, đó chính là nó rất là nhanh cho trái nha. Và nó cho trái ở mỗi nách lá, cho nên là cứ cành lá lên được bao nhiêu là trái sẽ lên bấy nhiêu ở những cái nách lá như vậy nha các bạn. Và đặc điểm này á, là đặc điểm chung của đa số các dòng sung mỹ chuẩn luôn nha, chứ không riêng gì giống HD Chicago này đâu các bạn ạ. Ví dụ như giống Banachi Tiger nè, đây mình có một cây cũng bé bé nhưng mà nó cũng đã ra trái rồi nha các bạn. Và đặc điểm ra trái thì cũng giống với giống HD Chicago nha, ở mỗi nách lá vẫn có nhú hai chấm nhỏ nè. Đó các bạn nhìn kỹ xem nha, đây là cái trái nó đã ra ở phía dưới rồi nè, còn có một nhú mà nhọn nhọn là chồi nha các bạn, còn có hai nhú nhỏ nhỏ như thế này, đó là cây đang sắp cho những cái trái mới ở phía trên nha. Đó, một nhú nó sẽ ra quả, còn một nhú nó sẽ đứng yên đó. Khi nào có điều kiện thì nó sẽ sinh nhánh ở những vị trí đó nha các bạn. Và khi mình nhận thấy những cái dấu hiệu mà cây sắp cho trái như thế này á, thì các bạn cũng nên điều chỉnh lại một chút về chế độ chăm sóc nha. Các bạn có thể là theo dõi cái lượng nước tưới, các bạn tưới buổi sáng và đến buổi chiều các bạn theo dõi, nếu mà dư độ ẩm vào buổi chiều hoặc là khô quá thì các bạn điều chỉnh lại lượng nước tưới vào sáng ngày mai, để sao cho cứ sáng tưới thì chiều mặt đất, mặt chậu của mình vẫn còn ẩm ẩm là được nha các bạn. Không nên quá dư nước hoặc là quá khô là cũng gây hại cho cây nha. Về lượng phân bón là các bạn cũng điều chỉnh một chút lượng phân bón khi mà cây sắp cho quả. Thì bình thường thì các bạn có thể bón thêm phân hữu cơ như là phân bò hoai mục hoặc phân trùng quế, hoặc là có thể thêm một ít phân NPK dùng cho cây ra quả nha các bạn. Về lý thuyết thì mỗi một cây nách lá sẽ cho một quả sung mỹ nha các bạn. Tuy nhiên trong thực tế là cũng có những trường hợp là ở một nách lá nhưng là có tới 2 quả, 3 quả sung mỹ là bình thường nha. Cây đối với cây sung mỹ giống HD Chicago này của mình là nó rất là chăm cho trái, nên là mà cây cũng còn khá là bé nha các bạn. Nó nhìn vậy thôi chứ nó khoảng 60cm thôi. Đó, các nách lá cứ lên được bao nhiêu thì là có dấu hiệu là cho quả bấy nhiêu nha. Đó, các bạn xem kỹ này.
Hiện tại các giống sung Mỹ rất là đa dạng và có nhiều hình dạng quả khác nhau cũng như là màu sắc và đặc điểm thân lá quả khác nhau nha các bạn. Nên là tùy theo sở thích và điều kiện của mình mà các bạn lựa chọn những cái giống sung Mỹ cho phù hợp nha. Tuy nhiên thì đa số các dòng sung Mỹ đều có đặc điểm cho trái là giống như thế này nha các bạn. Thường thì sự lựa chọn các dòng sung Mỹ dựa vào độ ngon của quả cũng như là căn cứ vào cái điều kiện trồng của mình, trồng chậu, trồng không gian hẹp hay là trồng thành cây cổ thụ, trồng vườn và mục đích trồng nha các bạn. Thì trong trường hợp các bạn trồng sưu tầm, trồng chơi, trồng ăn quả gia đình và nó sẽ khác với lựa chọn trồng kinh tế nha. Trong video lần sau mình sẽ chia sẻ thông tin một số giống sung Mỹ làm kinh tế hiệu quả để các bạn tham khảo nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều và nhớ đăng ký theo dõi kênh của mình nha.